Hello, xin chào thẻ các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình để chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2020. Và bây giờ cũng là 11 giờ tối giúp bạn nhé. Thì mình level hôm nay thì hơi muộn một chút, thì chắc nhiều bạn cũng đã đi ngủ hết rồi. Thì buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về để ít mẫu, mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn có thể là các bạn muốn tìm kiếm điện thoại, các bạn có thể lên YouTube này, các bạn gõ là kênh Triệu Phú TV, các bạn ghi tìm kiếm là Triệu Phú TV nhé. Đấy, các bạn tìm của Triệu Phú TV này. Đấy, kênh mình thì là hơn 50k là sắp, thì các bạn sẽ vào đây, các bạn lựa chọn điện thoại cũ giá rẻ bên giúp mình nhá. Đấy. Và hôm nay thì mình về được mấy mẫu giá rẻ thì các bạn mình thanh lý, và các bạn ưng là sản phẩm nào bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp mình đặt hàng nhá. Nếu mà tin nhắn qua Zalo, Facebook mình không trả lời kịp ấy, thì mong các bạn liên hệ trực tiếp mình đặt hàng nhá. Đây là số 2, giờ là số 2 số nhà mình. Thì giờ làm việc mình bắt đầu từ là 7 giờ sáng và đến là 10 giờ tối các bạn nhá. Sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn là chiếc sản phẩm là Samsung S8 Plus. S8 Plus thì con này là bản Hàn 2 SIM 2 sóng các bạn nhá. Con S8 Plus này hôm nay mình về con này bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Thì là ngoại hình con này thì là máy con gì nhỉ? Đấy. Ngoại hình thì con này thì là máy con 90/90%. Thì là màn hình con S8 Plus này thì là màn hình của nó độ phân giải 2K. Màn hình của nó là tràn viền. Màn hình con này là tràn viền 6,2 inch nhá. Đấy, màn hình là tràn viền 6,2 inch. Con này là bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Tình trạng con này thì là màn hình của nó thì là không ám nhá. Đấy, màn hình thì là đẹp không ám, nó chỉ bị hơi bị lưu ảnh một chút thôi. Nó chỉ bị hơi bị lưu chút thế này thôi các bạn nhá. Đấy. Màn đẹp không ám, nó chỉ hơi bị lưu chút thế này thôi. Đấy, lưu nhẹ thôi các bạn nhá. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 3.200.000 nhé. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 3.200.000. Đấy, con S8 Plus này, màu xanh này, đẹp như nồi canh. Đấy, 3.200.000 nhé. Con S8 cộng này thì là chạy chip Exynos 8890 nhé. Đấy. Con này bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 Plus này các bạn nhé, hai mình lên sớm nhất. Một qua Zalo, nếu mà Zalo mình không trả lời kịp thì mong các bạn liên hệ trực tiếp con số điện thoại mình hàng. Và đây địa chỉ cửa hàng mình, gần các bạn thể là qua trực tiếp cửa hàng mình để là giao lưu, trao đổi và mua bán lại cũng giá rẻ như các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có mấy con giá úi giời ơi cho các bạn đây. Hôm nay thì nhà mình về con này là con Samsung S7e. Đấy, S7e thì con này là bản Hàn. S7e thì con này là bản Hàn, một SIM một sóng. Tình trạng con này thì là máy thì là hơi bị chóc thủy ở dưới phần này nhé. Hơi bị chóc thủy dưới phần này. Đấy, phần kính này thì là chóc thủy dưới phần này. Màn thì nó hơi bị đổ mực một tí đấy ạ. Này, con này khách tì nó hơi đột mực một tí. Con S7e này là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Đây, S7e nhé. Đấy. Con này thì mình sẽ xả bạn với giá là 1.300.000 nhé. Con này mình sẽ xả bạn với giá là 1.300.000. Mặt sau thì còn khá là ok, chỉ một mặt trước thì hơi chóc thủy một tí và bị chảy mực nhé. Đấy. 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 Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 1.300.000 nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7e này các bạn nhận hàng mình được sớm nhất nhá. Đấy. Và hình thức mua hàng bên mình rất hình thức. Thì các bạn nào đã tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn chuyển khoản trước thì mình sẽ free ship cho các bạn. Còn các bạn nào chưa tin tưởng mình, các bạn chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán thì các bạn phải cọc trước cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức sản phẩm. Và sản phẩm bên mình thì cứ lỗi đồng một tuần và bảo hành là 6 tháng, nên các bạn yên tâm sử dụng nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về tiếp tục được 3 cây sản phẩm là Samsung Lot 9 nhé. Hôm nay nhà mình lại về tiếp tục được 3 siêu phẩm Samsung Lot 9. Lot 9 thì hôm nay nhà mình về được 3 cây. Thì là ngoại hình là máy đẹp từ 90/90%. Đấy, 3 cây Samsung Lot 9 này. 3 cây này thì là bản là gì nhỉ? RAM con này là RAM 8GB. Bộ nhớ trong con này là 256GB các bạn nhé. Đấy. Hôm nay nhà mình về được 3 cây này. Đấy, 3 cây Lot 9 nhé. 3 cây Lot 9. ba cây này của nhà mình đều là bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Ba cây này của nhà mình đều màn hình đẹp nhé. Ba cây này của nhà mình màn hình đẹp đấy, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Ba cây này của nhà mình là màn hình đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Cấu hình là RAM 8GB, bộ nhớ trong con này là 512GB nhé, bản cao nhất của Samsung. Đấy. Con này là RAM 8GB này, bộ nhớ trong 512GB. Nói thật với các bạn, 512GB các bạn có khi các bạn lưu cả đời cũng chả hết đấy. Nó không khác gì bộ nhớ máy tính cả. Đấy, ba con này đều bản Hàn, mình đã lên 2 SIM 2 sóng cho bạn hết rồi nhá. Đấy. Nói chung là bạn dùng thì màn hình con này thì là màn hình của nó là tràn viền. Màn hình con Note 9 này là màn hình là tràn viền 6,4 inch, pin thì là 4000, hơn 4000.
Đấy, camera thì quay video như là 4K luôn này. Đấy, các bạn vào video này. Các bạn video nói chung là full này. Đấy, các bạn quay video 4K cực kỳ là tuyệt vời. Lot 9 thì có tính năng rất là hay. Ví dụ cái bút này, các bạn ví dụ cái bút sen này các bạn chỉ bấm vào đây. Đấy, nó sẽ ra chụp ảnh luôn nhá. Đấy, các bạn kích vào đây. Đây các bạn, mình sẽ chuyển thành máy ảnh. Các bạn kích vào đây. Đấy, tự động nó sẽ chụp ảnh luôn nhá. Đấy. Đấy, rất là tiện lợi ở cái Note 4, Note 9 đấy các bạn nhé. Đấy, Note 9 thì đây, ngoại hình rất là ok luôn. Nhưng mình nay về là ba cây này. Ngoại hình rất là ok các bạn nhé. Đấy. Ba cây này. Note 9 tính năng rất hay là cái bút đấy. Đấy. Siêu phẩm. Đấy. Nói chung là RAM coi như mình sẽ xem phim 4K coi như là 8K cho các bạn nhé. Nói chung là RAM 8 các bạn khỏi phải chê luôn, nó quá nhanh, nó quá mượt luôn. Các bạn không phải chê một cái điểm gì luôn. Các bạn nghe nhạc xem phim bọn này thì cực kỳ là tuyệt vời. Đây, loa nghe nhạc thì tuyệt vời luôn các bạn nhé. Đây. Đây, các bạn xem phim này, 4K, 2K thì nói chung màn hình bọn này không có độ lóa mờ thì cực kỳ là sắc nét. Này các bạn nghe nhạc thì khỏi phải chê luôn. Đấy, nói chung là RAM 8 các bạn khỏi phải chê nhá. Và sản phẩm Samsung Lot 9 phiên bản là RAM 8GB bộ nhớ 512GB này thì bên mình đang bán cho các bạn đồng giá với giá là 7 triệu đồng các bạn nhá. Đấy, hôm nay nhà mình 3 chiếc nhá, 7 triệu đồng một con các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lot 9 này các bạn nhá, hàng liền sớm nhất nhá. Gần các bạn thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu, trao đổi và mua bán nhá. Đấy, rất là ok. Đây địa chỉ cửa hàng mình đây. Các bạn cứ gõ Google cái là ra luôn nhá. Các bạn cứ gõ Google cái phát là ra luôn. Hoặc các bạn nào muốn qua nhà mình thì mình sẽ gửi địa chỉ cửa hàng nhà mình, các bạn qua nhà mình nhá. Đấy. Qua mình sẽ tiếp các bạn là nhiệt tình nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con Oppo F11 Pro. Đấy, Oppo F11 Pro thì là màn hình con này thì là màn hình của nó là 6,5 inch nhá. Đấy, con này thì màn hình Full HD cộng này. 6,5 inch. Còn Oppo F11 Pro này là RAM con này là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 128GB. Đấy, F11 Pro. Con này là cam thò cam thụt này. Đấy. Đấy, cam thò cam thụt các bạn ấn vào đây sẽ thụt xuống nhá, rất là tiện lợi nhá. Màn hình của nó là tràn viền 6,5 inch. Nhìn tràn viền của nó nhìn rất là đẹp nhá. Đấy. Con này phiên bản là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 128GB. Máy con này thì là ngoại hình thì là máy đẹp leng keng xà beng luôn nhá. Đấy. Ngoại hình con này thì là màu gì nhỉ? Tím khói này. Máy đẹp leng keng xà beng luôn. Đấy. Còn Oppo F11 Pro này thì bên mình đang xả bạn với giá là 3.500k nhá. À sorry các bạn, là 3.600k nhá. Con này thì hôm nay bên mình đang bán với bạn với giá là 3.600k. Oppo F11 Pro phiên bản là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 128GB. Đấy, 3.600k các bạn nhá. Máy ngoại hình thì còn 90/90% luôn. Máy con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng nhá. Đấy. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là con Oppo A53 thì hôm nay bên em lại về được con này. Mình sẽ xem cho các bạn là cấu hình nhá. Cấu hình con này là RAM, con này là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 128GB. Con Oppo A53 thiết kế camera cực kỳ là đẹp, cực kỳ cạnh bên trong màn hình luôn các bạn nhé. Đấy, bên trong màn hình thiết kế cực kỳ là đẹp. À, mặt sau thì là được bóng đấy, rất là đẹp đấy. Máy đẹp như mới luôn. Thì vì có khách con này khách vừa mới xài xong mà. Đấy, mới xài được hơn tháng thôi. Máy con đẹp leng keng như mới luôn. À, mặt lưng con này thì là được cái là thiết kế của nó là rất là đẹp, bóng óng ánh rất là đẹp. Con này của nó là 1, 2, 3 camera. Ba camera, một đèn flash. Thì con này thì là có cái gông camera là bằng thép inox này. Để thiết kế nhìn rất là sang chảnh và rất là đẹp nhá. Con Oppo A53 này thì chỉ thiếu mỗi hộp thôi là thành máy mới thôi. Các bạn chỉ mua mỗi hộp là thành, bạn bỏ máy, bỏ hộp là thành máy mới thôi nhá. Nhưng con này hôm nay mình sẽ xả các bạn với giá là 3.400.000 nhá. Con Oppo A53 này thì mình sẽ thanh lý các bạn với giá là 3.400.000 các bạn nhá. Đây, máy đẹp leng keng xà beng các bạn nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Oppo A53 này các bạn nhá, hàng liền sớm nhất nhá. Đấy. Một là qua Zalo, Zalo mình nhiều khi mình không trả lời kịp ấy, thì mong các bạn liên hệ trực tiếp qua số và đặt hàng. Vì nhiều khi có cuộc điện thoại các bạn nhiều chung không đảm bao nhiêu tiền đâu. Các bạn gọi có vài giây thì hết có vài trăm đồng thôi. Các bạn còn hay không còn thôi. Các bạn chỉ hỏi anh ơi còn máy không, hay là em ơi còn máy không, hay là cháu ơi còn máy không. Thì là mình bảo còn hay là có hay là hết rồi thì mình sẽ bảo luôn các bạn nhé, cho nên nhanh. Đấy, con Oppo A53 máy đẹp keng. Các bạn mua về tặng bà xã, người yêu hoặc là bồ nhí thì rất là tuyệt vời. Bên mình đang xả với giá là 3.400.000 các bạn nhé.
và A8 2018. A8 2018 thì hôm nay bên mình lại về để tiếp tục được hai con này. Đấy, A8 2018 thì hai con này đều là bản Hàn, hai sorry các bạn, bản Hàn một sim một sóng. A8 2018 thì hôm nay nhà về được hai con đấy ạ. Con này thì đang hết pin này. A8 2018 thì con này màu đen bóng nhé, con này thì màu đen bóng. Con A8 2018 màu đen này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 2.1 triệu này, cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong con A8 2018 này là 32GB. A8 2018 thì là màn hình của nó là 5.6 inch. Con này thì cầm cực kỳ là nhỏ gọn, rất là thích, các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc các bạn dùng rất là ok nhé. Đấy, A8 2018 này. Đấy, nhà mình có hai chiếc, con này thì là 2.1 triệu và con này là máy đẹp len keng nhá. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 2.4 triệu nhá. Đấy, máy đẹp len keng, con này 2.4 triệu, con này thì là đây 2.1 triệu đấy nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 này, các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhá. Đấy ạ, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay, đây con này đấy ạ. Tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được con này là con siêu phẩm, con này là A8 Plus. A8 Plus thì là đây, A8 Plus thì con này là bản công ty 2 sim 2 sóng. Đấy, con A8 Plus này thì là bản công ty 2 sim 2 sóng. Thì là ngoại hình con này thì còn độ 80% các bạn nhé. Máy thì có cũ theo thời gian rồi, cũ xấu theo thời gian các bạn nhé. Đấy, con này là tình trạng thì là máy bị chảy mực màn hình chỗ này này. Đấy, đấy, con này thì bị chảy mực màn hình chỗ này nhá. Đấy, này con này thì là chảy mực màn hình chỗ này. Con A8 Plus này, con này đây A8 Plus này, đây A8 cộng, A8 Plus này. Con này thì là RAM phiên bản của nó là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB nhá. Đấy, con này là phiên bản là RAM 6GB. Đấy, RAM 6GB này, A8 Plus mà RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là gì nhỉ, bộ nhớ trong con này là 64GB. Đấy, con này thì là bị chảy mực màn hình chỗ đoạn này này. Đấy, con này khách dùng mấy tháng rồi nó vẫn chỉ như thế này thôi. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 1 triệu đồng nhé. Đấy, con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 1 triệu đồng. Đấy, đấy, khách bị cái này mấy tháng rồi, dùng từ đầu năm đến giờ nó cũng chỉ như này suốt thôi nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn nào mà muốn rẻ thì các bạn có thể là mua siêu phẩm này A8 Plus này về dùng trải nghiệm hay là xem phim nghe nhạc cũng rất là tuyệt vời. Con này thì mình sẽ xả các bạn với giá là 1 triệu đồng con A8 Plus nha. Con này là bản công ty 2 sim 2 sóng các bạn nhá. Này, nhà mình thì có mỗi mẫu luôn này. Đây, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay, đây là mình còn hôm nay nhà mình về là con này là con Xiaomi gì đây, Mi này, Mi Lot này. Mình sẽ xem Mi Lot gì nhá. À, đây con này Redmi Note 4 đấy, Redmi Note 4 thì hôm nay nhà mình lại về tiếp tục là con này Redmi Note 4. Con này là phiên bản là RAM 3GB, con này là bộ nhớ trong con này là 16GB. Con Redmi Note 4 này thì là ngoại hình con này thì là máy con đẹp 90. Đấy, trên 90%. Con Redmi Note 4 này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 1.300.000 nhé. Đấy, 1.300.000 con Redmi Note 4 này. 1.300.000 nhá. Đấy, RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 16GB nhá. Redmi Note 4 đấy ạ. Thôi còn mấy con nữa thì chắc là mình cũng để mai mình thanh lý nốt. Thì buổi tối ngày hôm nay thì bên mình cũng về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp, thì các bạn ưng nào sản phẩm mình các bạn nhấc máy liên hệ trực tiếp mình đặt hàng nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn hãy xem video mình một buổi tối ngủ ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm hạnh phúc. Đây, bạn nào gần địa chỉ, đây địa chỉ cửa hàng mình nhá, bạn nào gần có thể là qua trực tiếp cửa hàng mình để coi như là giao lưu gặp mặt chẳng hạn cho vui vẻ các bạn nhá. Xin chào và hẹn lại vào tối ngày mai nhá. Đây cửa hàng của mình đây nhá. Cửa hàng mình đây ạ. Buổi tối thì mình đóng cửa nhá. Đấy, bình thường ngày thì nói chung là cửa hàng mình cũng to rộng lắm.